kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn trương sinh năm 1997 hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hương long phường ba ngòi thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa về hai tội danh giết người và gây dối trật tự công cộng theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã số 02 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định là đối tượng Phạm Thông Thương, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Gây dối trật tự công cộng được hiểu là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, thậm chí có thể gây ra thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức cá nhân. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây dối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định còn ra quyết định truy nã số 19 ngày 16 tháng 7 năm 2019 đối với đối tượng Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về tội trộm cắp tài sản. Và đối tượng Trần Thanh Phước sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bị công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã số 06 ngày 21 tháng 9 năm 2016 cũng về tội trộm cắp tài sản. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 và 069 1667, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện